Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Kim. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào Phạm Kim. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả Đài Bình Linh và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Như chúng tôi đã trình bày lần đầu tiên thì tất cả các cái giới báo chí họ đã không có coi cái việc mà tất cả những cái coalition, tức là cả một cái tập thể mà đứng ủng hộ những người dân Mỹ, đủ mọi thành phần ủng hộ ông Trump là một cái điều thực sự nó có xảy ra, và nó là một cái khối và có thể nói rằng là tập hợp một cái sức mạnh chính trị rất là quan trọng. Và họ không có ngờ cho đến khi mà nhìn vào cái kết quả của các cái cuộc bầu cử tại các cái tiểu bang, chẳng hạn như ở tại tiểu bang Florida, thì quý vị thấy chưa bao giờ mà cái số người Mỹ gốc Latin, đặc biệt là người gốc Cuban và người gốc Venezuelan, họ đã đi ủng hộ ông Trump một cách khiến cho cái việc ông Trump thắng ở tại Florida rất là dễ dàng. Như quý vị đã biết, trong cái lịch sử của Hoa Kỳ đó, nếu mà quý vị thắng tiểu bang Florida, tiểu bang Texas, tiểu bang Ohio, thì với ba cái tiểu bang đó là chắc chắn là quý vị sẽ thấy bất cứ một cái người ứng cử viên nào cũng đều đắc cử. Nhưng mà lần này ông Trump ông chưa đạt được tới 270, thì như chúng tôi đã nói là vì cái vấn đề mà gian lận một cách có thể nói rằng là rõ ràng, và nó gian lận một cách như là có thể nói rất là buồn cười luôn, và nó không không có một cái sự che giấu nào trong cái chuyện mà gian lận hết. Chẳng hạn như chúng tôi đã trình bày với quý vị rồi, có cả một cái khối lượng phiếu bầu mà chỉ bầu có một mình ông Biden gần 24.000 lá phiếu, mà không có không not even không có một cái lá phiếu của ông Trump ở trong cái đống phiếu Cái đó là ai cũng nhìn thấy là sự gian lận trắng trợn, bởi vì nếu nếu mà khôn ngoan á thì người ta cháo vào đó một số lá phiếu bầu cho tổ ông Trump á, thì đó nó còn hợp lý hơn. Đằng này tất cả số phiếu mấy chục ngàn toàn là bầu Biden, cái là điều vô lý vô cùng. Nhưng mà tại sao với cái sự vô lý như thế đó, trắng trợn như thế đó, mà người ta có thể làm được? Và cho tới giờ phút này thì cái cuộc bầu cử cho thấy rằng là đảng Dân Chủ đã không thành công. Điều thứ nhất là đã không thành công tại Thượng viện. Cho tới giờ phút này thì đảng Dân Chủ mới chỉ có lấy được một ghế ở tại Thượng viện của đảng Cộng Hòa, và cho tới giờ phút này thì đảng Cộng Hòa vẫn giữ đa số ở tại Thượng viện. Một số những cái người thượng nghị sĩ mà người ta nghĩ rằng cái cuộc bầu cử này có thể sẽ bị mất ghế, và vì họ mất ghế cho nên đảng Cộng Hòa có thể trở thành thiểu số ở tại Thượng viện, nhưng mà cái điều đó nó không xảy ra, là vì cái phong trào ủng hộ ông Trump. Chẳng hạn như bà Collins ở tại tiểu bang Maine, ông Lindsey Graham ở tiểu bang South Carolina, và bà Ernest ở tại tiểu bang Iowa, tất cả các cái hầu hết tất cả và thượng nghị sĩ Tillis ở tại North Carolina, tất cả những cái ghế mà đảng Dân Chủ hâm là sẽ lấy thì đều bị thất bại tất cả, và thất bại một cái, và họ đã phải tốn một cái số tiền rất là lớn là 315 triệu Mỹ kim để mà dùng vào trong cái việc lấy đi 4 hoặc là 5 cái ghế của đảng Cộng Hòa, nhưng mà họ đã thất bại. Ở tại Hạ viện cũng vậy, ở tại Hạ viện hiện tại bây giờ thì đảng Cộng Hòa đã chiếm thêm được 10, lấy được lại 17 ghế của đảng Dân Chủ, mặc dù đảng Cộng Hòa vẫn còn là thiểu số, nhưng mà người ta nghĩ rằng cái Hạ viện sắp tới đây thì cái số lượng
mà cái tỷ lệ đa số của đảng Dân Chủ nó sẽ ít đi so với đảng Cộng Hòa, và người ta nghĩ trong 2 năm tới thì đảng Cộng Hòa có thể lấy trở lại được. Lý do lần này đảng Cộng Hòa đã đưa rất là nhiều phụ nữ và các cái ứng cử viên thiểu số đi ra tranh cử vào trong cái Hạ Viện. Và người ta nói rằng nếu mà thượng viện, nếu giả sử như mà ông Biden mà có thắng cử mà làm tổng thống, thì cái trong 4 năm tới cái chương trình hoặc những cái kế hoạch hoạch định của ông sẽ không thể nào thành công được, vì phía bên đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số tại thượng viện. Vâng. Bởi vì ông Biden ấy, chúng ta biết rằng cái kế hoạch, tất cả kế hoạch của ông Biden, đặc biệt là đối ngoại ấy, ông không thể thực hiện được, không thể thực hiện được. Bởi vì ông Biden và những tập thể của ông đã bị Trung Quốc hoặc các quốc gia khác đã gọi là cấy sinh tử phù vào rồi. Thành ra với những người mà bị người ta gài vô để có những cái bằng chứng và những cái bằng cớ đó thì không thể nào mà có cái chính sách đối ngoại mạnh mẽ với Trung Cộng hoặc là đối với lại các quốc gia khác được. Và đó là lý do mà chúng ta thấy rằng nếu ông Biden mà giả dụ ông Biden mà ông trời đi vắng chẳng hạn, để ông được ngồi và tỏa vai dốc với cái tư cách là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ đó, thì chắc chắn là thứ nhất là không được các quốc gia tôn trọng, bởi vì người ta sẽ nói rằng với những người như là ông Tập Cận Bình hoặc là ông Putin đó, ông bảo là anh đã theo, như là nói gọi ông Biden, anh đã theo một cái tôn giáo là quỳ xuống ấy. Vậy thì anh muốn nói chuyện gì với tôi, anh không đứng được, anh phải quỳ xuống nói chuyện với tôi. Ông Obama chưa có theo cái tôn giáo đó mà khi mà sang tới Trung Quốc nó còn cho đi cửa hậu nữa, huống chi bây giờ ông Tập Cận Bình mà theo cái tôn giáo quỳ như thế đó, thì không biết rằng các nước quốc gia kể cả Việt Nam hay là những nước Campuchia hay Lèo đó, nó tiếp với ông Biden ấy, nó sẽ bảo ông là ngồi quỳ xuống hay là cho đứng để nói chuyện, thưa anh. Vâng. Ngày hôm nay thì lãnh tụ đa số thượng viện, thượng nghị sĩ Mitch McConnell, ông này cũng vừa tái đắc cử ở tại tiểu bang Kentucky. Mặc dù phía bên đảng Dân Chủ đã bỏ ra rất là nhiều tiền để mà muốn đánh bại ông Mitch McConnell, thì ông cho biết rằng là từ đây cho tới cuối năm thì Thượng viện sẽ cố gắng để mà xúc tiến cái việc đưa cái dự luật trợ cấp COVID thứ hai ra. Như quý vị đã biết là lẽ ra thì cái dự luật này nó đã được chấp thuận cái hồi tháng 10 vừa qua, nhưng mà vì cái vấn đề khác biệt giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ở tại hai viện, đảng Dân Chủ thì ở Hạ Viện và đảng Cộng Hòa thì ở Thượng Viện, họ đã không đồng ý với cái con số mà đảng Cộng Hòa nói rằng đảng Dân Chủ muốn dùng cái tiền đó để giúp cho một số các cái tiểu bang thuộc đảng Dân Chủ mà đã bị rơi vào trong cái tình trạng có thể gần khánh tận. Dĩ nhiên là cái dự luật và cứu trợ lần thứ hai này nó có thể xảy ra, mặc dù nó có thể xảy ra trong những cái ngày còn lại của chính quyền Trump, giả sử như nếu mà ông Trump thất cử, nhưng mà cái điều đó chắc chắn rất là khó xảy ra, là bởi vì trong một vài ngày nữa thì chúng ta sẽ biết được, ít nhất là tới ngày thứ sáu thì chúng ta mới biết được cái chiều hướng của cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nó sẽ đi ngã về hướng nào thôi. Vâng. Đến đây chúng tôi muốn nhắc với quý vị điều này là cái gói cứu trợ lần thứ hai lần này đó thì đáng lý nó được xảy ra trước cái ngày bầu cử, nhưng mà đảng Dân Chủ muốn dùng cái này để làm áp lực với lại những cử tri, và đảng Dân Chủ cũng không muốn để ông Donald Trump có điểm với lại các cái vị cử tri trước khi ngày bầu cử, cho nên đã cố tình như là làm khó đối với lại thượng viện. Bởi vì
đại phượng viện không muốn là chi ra quá nhiều tiền trong những cái việc mà không có hợp tình hợp lý, chẳng hạn như những tiểu bang trong suốt thời gian vừa qua thì những thống đốc của tiểu bang đó đã làm việc sai lầm, cho nên các tiểu bang đó đã thâm hụt ngân sách rất nhiều, bây giờ đòi nghĩa là tiền của liên bang rót vào trong cái tiểu bang đó. Và chúng ta cũng biết rằng các tiểu bang đó lại muốn dùng tiền đó vào những cái việc khác nữa, chẳng hạn như là trợ cấp cho những người phá thai, chẳng hạn như là trợ cấp cho những cái cơ sở kinh doanh liên quan tới cần sa ma túy. Và tất cả những cái đó, những người dân lương thiện của Hoa Kỳ, người ta không muốn như điều đó, cho nên thượng viện tìm cách để ngăn cản, không muốn cho tạo những cái gói gọi là cái cứu trợ mà nó tốn kém như thế này. Cho nên lúc đó Tổng thống Donald Trump mới đưa ra nhiều cái bộ gói nhỏ, chẳng hạn như là về trợ cấp như thế bao nhiêu thì thành một cái gói, rồi trợ cấp cho các tiểu thương bao nhiêu, rồi thì Đảng Dân Chủ không muốn điều đó. Và đó chính là lý do mà nó gặp khó khăn. Bây giờ đó thì bầu cử xong rồi thì chắc chắn là cái việc mà để có cho người dân một cái tiền cứu trợ 1.200 đó, mỗi người dân và trẻ em sẽ được khoảng 500, thì chuyện đó chắc chắn nó sẽ xảy ra vào cuối năm nay, thưa anh. Vâng, thì như quý vị thấy, ngày mặc dù ngày hôm qua là cái ngày bầu cử, nhưng mà cho tới ngày hôm qua hôm nay thì cái con số tín dụng, chỉ số về tất cả những cái thị trường chứng khoán đã gia tăng. Điều đó cho thấy rằng là tất cả những cái nhà đầu tư, người ta rất lấy làm confident, tức là rất là tin tưởng vào cái sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ. Dĩ nhiên là hiện tại bây giờ ở trong cái tình trạng chúng ta chưa biết được là ai sẽ là cái người tổng thống của cái nhiệm kỳ tới, hay là tổng thống Trump sẽ được lưu nhiệm. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà để mà đưa ra một cái sách lược, hay là để trình bày một cái sách lược kinh tế trong vòng 4 năm tới rất là khó, bởi vì người ta không biết cái quả cái lắc của cái đồng hồ nó sẽ nghiêng về phía bên nào. Dĩ nhiên là người dân Mỹ không có ai muốn phải chấp nhận một cái việc mà đóng thuế rất nhiều. Nếu mà ông Biden trở thành tổng thống thì chắc chắn là người dân Mỹ, mỗi một gia đình sẽ phải bị thiệt thòi vào khoảng 6.500 Mỹ kim một năm. Tức là những cái gia đình mà gọi là lợi tức thấp, chứ không phải là những gia đình lợi tức cao. Vâng, chúng ta biết rằng bất cứ một chế độ nào trong quá khứ đó, và tiếp tục sẽ trong tương lai, bất cứ một chế độ nào mà siêu cao thuế nặng, có nghĩa là thuế nặng lên ấy, thì đời sống của dân chúng sẽ khổ cực. Và có thể có những cái trong những quốc gia mà chậm tiến một tí thì có nổi loạn do siêu cao thuế nặng, nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì khi đánh thuế nặng như theo kiểu đó, thì nếu giả dụ ông Biden, giả dụ nhá, cái chuyện này chúng ta giả dụ thôi, nhưng mà quý vị mà Đảng Dân Chủ đó nằm mơ không thể tưởng được là ông Biden nếu đắc cử đó, thì trong tương lai những hãng xưởng của Hoa Kỳ sẽ đổi nón ra đi, và lúc đó người dân Mỹ sẽ phải mua hàng của Trung Cộng rất nhiều, và đồng thời thì chúng ta sẽ thấy rằng tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ lên cao, và lúc đó thì chính phủ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump nói, của Tổng thống Biden nói rằng tôi là người tốt sẽ cho quý vị trợ cấp, nhưng mà thực sự đó, những người muốn trợ cấp đó, người hưởng trợ cấp đó, người ta đâu có muốn hưởng trợ cấp, người ta muốn làm bằng mồ hôi, bằng sức lao động của người ta, để người ta lãnh tiền hàng tháng nó khánh diện hơn là ngửa tay để mà cho chính phủ cho tiền của mình. Mà thực ra chính phủ đâu có cho tiền, chính phủ lấy thuế cao của những người khác để cho những người đó, thì điều đó có nghĩa là rất là vô lý. Vâng. Bây giờ chúng ta chỉ còn vài phút nữa thì có thể nói về cái cuộc bầu cử địa phương ở tại quận Cam chúng ta. Thì việc đầu tiên thì như quý vị đã biết là
giám sát viên Ayrosu đổ đã chiến thắng một cách tương đối vẻ vang. Hiện tại bây giờ thì ông đang gác địch thủ người Mỹ gốc Mỹ là ông Sergio Contreras với một cái tỷ lệ là gần tới 9.000 phiếu cách biệt. Phía bên tất cả những người dân cử của quốc gia, chẳng hạn như thị trưởng Tạ Đức Trí, phó thị trưởng Kimberly Hồ, nghị viên Nguyễn Mạnh Chí, thì những người này họ vẫn giữ được cái chức bên cạnh của họ, chẳng hạn như là ông Tạ Đức Trí thì vẫn là cái chức giám đốc sở thủy cục của quận Cam, ông Nguyễn Mạnh Chí thì vẫn tiếp tục là cái chức ủy viên của khu vực vệ sinh và môi trường của thành phố Midway và Westminster, và Kimberly Hồ thì bà vẫn được tái đắc cử cái chức vụ nghị viên của thành phố Westminster. Ngoài ra thì và Janet Nguyễn cũng đã chiến thắng nhờ vào cái vấn đề dân chúng Việt Nam đã đi bầu cho Tổng thống Trump. Và phía bên, dĩ nhiên phía bên đối thủ của bà là cái người ủng hộ ông Joe Biden một cách công khai, do đó họ đã bị thất bại. Về ông Phát Bùi ra tranh cử chức thị trưởng của thành phố Gatineau thì ông đã bị thua đương kim thị trưởng Steve Jones với một con số quá cao, gần có thể nói là hơn phân nửa cái số phiếu. Và kế tới thì ông nghị viên tài đổ là cái người ra tranh cử một lúc ba cái chức vụ nghị viên của thành phố Westminster để ông có thể kéo dài cái nhiệm kỳ của ông lên 4 năm, và ông ra tranh cái chức giám đốc sở thi cục, và đồng thời ông cũng ra tranh cái chức ủy viên của sở môi trường thành phố Westminster và Midway City, thì ba cái chức đó ông đều bị đánh bại hết. Vâng, một trong những điểm mà chúng tôi có thể lưu ý quý vị biết được, có thể là nói cho quý vị điều này, Thu Hà xử lý mà một trong những cái điểm mà người Việt người ta không ở đây không có ưa, bởi vì trong khi mà đả kích của Janet Nguyễn ấy, thì lại còn tấn công luôn cả Tổng thống Donald Trump. Cái đó là một cái, sai lầm chiến lược vô cùng trầm trọng, và khiến cho nghĩa là người Việt ủng hộ Tổng thống Donald Trump không giận được. Và chính mình cứ thấy cái đó cũng vô lý, cũng không, bởi vì Tổng thống Donald Trump là người làm rất là tốt cho đất nước Hoa Kỳ, và ông đã hy sinh cả đời ông ấy không lấy tiền, mà tại sao lại có nợ gì mà người Việt Nam này mà lại sống ở đất Mỹ mà lại đả kích Tổng thống Donald Trump? Trong khi đó thì ủng hộ một cái người đã từng không cho bố mẹ mình đi vào trong nước Mỹ mà ủng hộ lắm là một chuyện, mà đằng này cái người đó đã không có hai điểm mà mình không chấp nhận được, là không cho những người Việt vào đất Mỹ, và thứ hai nữa là đi đâu cũng quỳ tôn trọng tôn một cái người mà cái người đó là gì, người đó là tội phạm, như là một vị giáo chủ của mình là mình phải quỳ xuống đổi tệ thiệt. Thưa anh, vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây, và chúng tôi sẽ trở lại vào những lần tới, và chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày với quý vị những cái chi tiết liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên cái vấn đề này nó sẽ không thể nào có kết quả một sớm một chiều như chúng ta mong đợi. Chắc chắn rằng là những cái việc khiếu nại của phía bên đảng Cộng Hòa lên trên tòa án sẽ còn kéo dài một thời gian tương đối khá dài.